Xin chào các em. Hôm nay thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học địa lý thuộc bộ môn lịch sử địa lý lớp 6. Xin giới thiệu các em, thầy tên là Nguyễn Lê Tuấn Anh, hiện nay đang công tác tại trường Trung học cơ sở Hàm Nghi, thành phố Huế. Bây giờ để tạo một cái tiết học vui tươi, nhẹ nhàng trước khi chúng ta vào bài học mới, thầy cùng các em tổ chức một trò chơi. Trò chơi có tên vòng quay may mắn. Trong trò chơi này, thầy có bộ câu hỏi gồm có 4 câu hỏi và vòng quay ô số. Thầy sẽ lần lượt quay các vòng quay ô số và mở các gói câu hỏi. Bây giờ các em sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bước vào trò chơi. Số điểm 30 dành cho câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau: Trái đất là hành tinh thứ mấy trong hệ mặt trời? A. Thứ 3, B. Thứ 4, C. Thứ 7 và D là thứ 8. Thời gian dành cho các em suy nghĩ bắt đầu. Và thầy tin chắc rằng đối với câu hỏi này không quá khó đối với các em, bởi vì trong tiết trước các em đã học phần này rồi và chắc chắn chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng. Trái đất chúng ta nằm ở vị trí thứ 3 trong 8 hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời. Bây giờ chúng ta trở lại gói câu hỏi số 2. Hai mươi điểm dành cho câu hỏi số 2. Nội dung của câu hỏi số 2 như sau: Trái đất chúng ta có dạng hình gì? A. Hình tròn, B. Hình cầu, C. Hình vuông và D là hình elip. Đối với câu hỏi này chắc chắn 100% các em sẽ chọn được đáp án đúng. Trái đất chúng ta có dạng hình cầu. Bây giờ chúng ta tiếp câu hỏi số 3. Ba mươi điểm dành cho câu hỏi số 3. Nội dung của câu hỏi số 3 như sau: Ai là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới? A. Magellan, B. Colombo, C. Newton và D là Galileo. Đối với câu hỏi này hơi khó đối với các em. Tuy nhiên, những em có lòng đam mê tìm tòi học hỏi, thầy tin chắc rằng các em sẽ chọn được đáp án đúng. Và người đầu tiên đi vòng quanh thế giới chính là Magellan. Ông là một đô đốc người Bồ Đào Nha. Christophe Colombo là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Ông là một nhà hàng hải nổi tiếng người Ý. Newton là một nhà bác học, nhà toán học, nhà vật lý, đồng thời là một nhà triết học nổi tiếng. Galileo là một nhà toán học, nhà thiên văn học và triết học nổi tiếng. Bây giờ chúng ta trở về gói câu hỏi cuối cùng. Bốn mươi điểm dành cho câu hỏi cuối cùng. Nội dung của câu hỏi cuối cùng như sau: Trong bài hát Trái đất này là của chúng mình, trái đất đứng yên hay trái đất quay? Trong chương trình tiểu học, các em đã từng nghe, đã từng hát, thậm chí có những em hát rất hay và chắc chắn các em sẽ nhận ra được lời trong bài hát này: trái đất đứng yên hay trái đất quay? Chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra được trái đất quay. Để khẳng định một lần nữa, trong lời của bài hát này, trái đất đứng yên hay trái đất quay, thầy mời các em nghe lại một đoạn của bài hát. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ Tát ơi, đi tìm ngủ từ men, ào ào ơi, cánh chim vàng trên sông. Quả
trái đất quay. À vậy trái đất của chúng ta nó không được yên mà nó luôn chuyển động. Và chuyển động của trái đất có hai chuyển động. Chuyển động thứ nhất đó là chuyển động từ quay quanh trục của nó. Và chuyển động thứ hai là chuyển động quay quanh mặt trời trên một mặt phẳng hình elip gần tròn. Vậy để biết trái đất chúng ta nó chuyển động như thế nào và nó sinh ra những hệ quả gì, bây giờ thầy mời các em cùng đi vào bài mới ngày hôm nay. Bài 6, chuyển động từ quay quanh trục của trái đất. Trong bài này các em sẽ được học trong 2 tiết. Và sau khi học xong bài này thì các em sẽ mô tả được sự chuyển động từ quay quanh trục của trái đất. Thứ hai, các em trình bày được các hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau. Thứ ba, các em nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực. So sánh được giờ của hai địa điểm trên trái đất. Đồng thời mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kính tuyến. Bây giờ để biết được trái đất chúng ta nó chuyển động như thế nào thì nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là chuyển động từ quay quanh trục của trái đất. Nội dung thứ hai là hệ quả của chuyển động từ quay quanh trục của trái đất. Và cuối cùng là phần luyện tập và vận dụng. Để biết được trái đất chúng ta là chuyển động quay quanh trục như thế nào, bây giờ thầy sẽ cùng các em đi vào phần thứ nhất. Tiết 1, chuyển động từ quay quanh trục của trái đất. Trước khi biết được sự chuyển động từ quay quanh trục của trái đất như thế nào, bây giờ thầy mời các em quan sát cho thầy hình 6.1 sách giáo khoa. Hình 6.1 sách giáo khoa kết hợp với đoạn phim thầy sắp cho các em xem sau đây. Các em điền cho vào cho thầy phiếu học tập với 3 nội dung. Thứ nhất là hướng từ quay quanh trục của trái đất. Thứ hai, góc nghiêng của trục trái đất khi từ quay. Và thứ ba, thời gian trái đất từ quay hết một vòng. Bây giờ mời các em xem đoạn phim ngắn sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự vận động của trái đất quanh trục. Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Và thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục là một ngày đêm, tương ứng với 24 giờ. À, như vậy các em vừa xem xong đoạn phim ngắn sự vận động của trái đất quanh trục. Bây giờ mời các em dựa vào hình 6.1 kết hợp với thông tin trên đoạn phim sau, hãy điền thông tin vào phiếu học tập. Thứ nhất là các em dựa vào sơ đồ hình 6.1 và đoạn phim các em vừa xem. Bây giờ thầy dành thời gian cho các em suy nghĩ và viết vào giấy nhãn cho thầy. Sau khi các em hoàn thành nội dung trong giấy nháp, các em quan sát nội dung trên màn hình của thầy và các em thử xem các em làm được bao nhiêu phần trăm theo nội dung yêu cầu của thầy. Vậy các em quan sát vào sơ đồ hình 6.1 thì hướng từ quay của trái đất theo hướng từ Tây sang Đông và trục trái đất là một cái trục tưởng tượng nối liền hai cực Bắc Nam và luôn nghiêng tạo với mặt phẳng quỹ đạo một góc không đổi, góc đó là 66 độ 33 phút. Và khi trái đất quay hết một vòng từ Tây sang Đông, kết thúc trở lại mất một thời gian là 24 giờ, hay còn gọi là một ngày đêm. Vậy qua phần này, các em nắm kỹ cho thầy sự chuyển động quay quanh trục của trái đất. Thứ nhất, trái đất quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thứ hai, thời gian trái đất từ quay một vòng quanh trục là 24 giờ, hay một ngày đêm. Thứ ba, trái đất từ quay quanh một trục tưởng tượng, trục này nối liền hai cực của trái đất và nghiêng một góc 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Bây giờ, để biết được sự chuyển động của trái đất quanh trục sinh ra hệ quả gì, thầy mời các em đi vào phần 2. Hệ quả
chuyển động từ quay quân trục của trái đất. Trái đất chuyển động quay quân trục nó có 3 hệ quả. Hệ quả thứ nhất đó là sự luân phiên ngày đêm. Thứ hai là giờ trên trái đất. Và hệ quả thứ ba là sự lịch hướng của các vật chuyển động. Ngày hôm nay thầy cùng các em đi vào nghiên cứu một hệ quả đầu tiên của sự vận động từ quay quân trục trái đất, đó là sự luân phiên ngày đêm. Bây giờ để biết được sự luân phiên ngày đêm nó xảy ra như thế nào và vì sao trên trái đất có hiện tượng ngày và đêm, thầy mời các em cùng thầy làm một thí nghiệm nhỏ sau đây. Dụng cụ thí nghiệm của chúng ta là một quả địa cầu, một cây đèn pin. Bây giờ giả sử thầy đặt quả địa cầu trong phòng tối, thầy dùng tia sáng của đèn pin chiếu vào. Em hãy quan sát và nhận xét ánh sáng của đèn pin khi chiếu vào quả cầu. Thì thầy tin chắc rằng bằng mắt thường của mình, các em có thể nhận ra được ánh sáng của đèn pin nó chỉ chiếu được một nửa của quả địa cầu. Còn nửa khuất sau bóng tối sẽ không được ánh sáng đèn pin chiếu vào. Thì cũng như trái đất của chúng ta trước ánh sáng mặt trời. Các em quan sát. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất, do trái đất chúng ta có dạng hình cầu và trục của trái đất luôn nghiêng theo một hướng không đổi. Và cái đường này chính là đường phân chia sáng tối. Nửa được ánh sáng mặt trời chiếu là ban ngày. Và nửa khuất sau bóng tối không được ánh sáng chiếu vào là ban đêm. Vậy thì trong cùng một lúc mặt trời có thể chiếu sáng hết toàn bộ trái đất hay không? Vì sao? Bây giờ mời các em đọc cho thầy nội dung mục 1 sách giáo khoa trang 129. Các em quan sát thí nghiệm hình 6.2 và thí nghiệm hình 6.3 ở trong sách giáo khoa. Trả lời cho thầy hai câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là luân phiên ngày đêm? Nguyên nhân nào sinh ra hiện tượng này? Và thứ hai, vị trí điểm A. Vị trí điểm A có phải luôn là ban ngày? Và vị trí điểm B có phải luôn là ban đêm không? Tại sao như vậy? Bây giờ các em cùng suy nghĩ và cho thầy câu trả lời. Các em quan sát cho thầy hình 6.2, hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau. Các em quan sát trái đất chúng ta có dạng hình cầu, trục của trái đất luôn tạo về mặt phẳng quỹ đạo theo một hướng nghiêng không đổi là 66 độ 33 phút. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào bề mặt trái đất thì một nửa được nhận ánh sáng mặt trời và nửa này chính là ban ngày. Như vậy ban ngày là khoảng thời gian trái đất được mặt trời chiếu sáng. Phần khuất sau bóng tối không được ánh sáng mặt trời chiếu vào thì phần này là ban đêm, và ban đêm chính là khoảng thời gian trái đất không được mặt trời chiếu sáng. Bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát hình 6.3. Địa điểm A, lúc này trên bề mặt trái đất được ánh sáng mặt trời chiếu sáng và đây chính là ban ngày của địa điểm A. Địa điểm B, lúc này không được mặt trời chiếu sáng, đây chính là ban đêm của địa điểm B. Vậy địa điểm A có hiện tượng đêm hay không? Và địa điểm B có hiện tượng ngày hay không? Đây là một câu hỏi đặt ra chúng ta cần phải suy nghĩ, phải không nào? Địa điểm A và địa điểm B sẽ luân phiên có ngày và đêm. Bởi vì sao? Bởi vì trái đất chúng ta có dạng hình cầu và trái đất luôn vận động quay quân trục và quay liên tục. Chính vì vậy khắp nơi trên bề mặt trái đất chúng ta đều có hiện tượng ngày và đêm, ngày đêm kế tiếp nhau. Các em quan sát khi ánh sáng chiếu vào bề mặt trái đất, trục trái đất nghiêng theo một hướng không đổi tạo với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 độ 33 phút. Nửa được ánh sáng mặt trời chiếu vào là ban ngày và nửa khuất sau bóng tối là ban đêm. Và do trái đất tự động quay quân trục của nó và nó quay liên tục, cho nên khắp nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Như vậy các em thấy điểm A ban ngày
nó sẽ chuyển qua đêm. Và điểm B, ban đêm, nó lại chuyển qua ngày. Giống như các em đang ngồi học đây, thực ra trái đất chúng ta đang quay. Vì sao như vậy? Chúng ta quan sát, chúng ta thấy rất rõ. Ban ngày, các em đi học, vui chơi, giải trí. Ban đêm, khi chúng ta về nghỉ ngơi, sau một thời gian ôn bài và một giấc ngủ say, sáng dậy, trời sáng, chúng ta lại tiếp tục hành trình, học bài, vui chơi, giải trí, rồi lại tiếp tục sang vấn đề. Như vậy, trái đất chúng ta nó chuyển động quay quấn trục, quay liên tục. Chính vì ra vậy nó sinh ra hiện tượng ngày, đêm, liên tục trên bề mặt trái đất. Và qua phần này, các em nắm cho thầy nguyên nhân vì sao có sự luân phiên ngày và đêm. Do trái đất có dạng hình cầu và chuyển động từ quay quấn trục từ tây sang đông, nên khắp nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Như vậy chúng ta đã qua hai nội dung. Nội dung thứ nhất là sự vận động từ quay quấn trục của trái đất. Nội dung thứ hai là hệ quả của sự luân phiên ngày và đêm. Bây giờ các em làm cho thầy các bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất, hoàn thành thông tin sau. Thông tin thứ nhất, trái đất từ quay quanh trục tưởng tượng nghiêng ... so với mặt phẳng quỹ đạo ... hướng từ quay từ ... sang ... Nội dung thứ hai, thời gian trái đất từ quay hết ... giờ. Bây giờ các em suy nghĩ và cho thầy đáp án. Vậy trái đất từ quay quanh trục tưởng tượng nghiêng một góc 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo, hướng từ quay từ tây sang đông. Thời gian trái đất từ quay một vòng hết 24 giờ. Bây giờ các em sang bài tập thứ hai. Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Khắp nơi trên trái đất đều có ngày và đêm do A. Trái đất có hình bầu dục và từ quay quanh trục. B. Trái đất chuyển động từng tiếng quanh mặt trời. C. Trái đất hình cầu quay quanh trục từ tây sang đông. Và D. là hoạt động chiếu sáng của mặt trời. Như vậy, trái đất chúng ta có dạng hình cầu quay quanh trục từ tây sang đông, nên khắp nơi trên trái đất đều có ngày và đêm. Bây giờ mời các em qua câu hỏi bài tập số 3. Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Trái đất từ quay quanh trục sinh ra hệ quả. A. Hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau. B. Hiện tượng đồng đất và núi lửa. C. Hiện tượng mây, mưa. D. Hiện tượng sóng. Vậy, trái đất từ quay quanh trục sinh ra hệ quả, đó là hiện tượng ngày và đêm kể tiếp nhau. Bây chúng ta đi vào bài tập thứ tư. Hãy điền vào nội dung thích hợp vào chỗ trống trong hình sau để thể hiện chuyển động từ quay quanh trục của trái đất. Bây giờ các em quan sát vào hình vẽ, chúng thấy đây là trục của trái đất luôn nghiêng theo một hướng không đổi, tạo với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 độ 33 phút. Và đây là một cái trục tưởng tượng nối liền hai cực Bắc và Nam. Hướng chuyển động của trái đất, hướng quay từ tây sang đông. Qua bài học này, các em cần nắm cho thầy. Thứ nhất, trái đất từ quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông.
Thứ hai, thời gian trái đất từ quay một vòng quanh trục là 24 giờ. Thứ ba, trái đất từ quay một trục tự tưởng, trục này nối liền hai cực của trái đất và nghiêng một góc 66 độ 33 phút trên mặt bằng quỹ đạo. Và thứ tư, do trái đất có dạng hình cầu và chuyển động từ quay quanh trục từ Tây sang Đông, nên khắp nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Về nhà, các em lưu ý sử dụng quả địa cầu và đèn pin, mô tả lại cho thầy hiện tượng ngày đêm, sự chuyển động quay quanh trục của trái đất. Thứ hai, dựa vào hình 6.4, các khu vực giờ trên trái đất trang 130 sách giáo khoa. Đây là tờ bản đồ khu vực giờ trên trái đất. Các em hãy tìm xem cho thầy bề mặt trái đất được chia làm bao nhiêu mũi giờ. Và xác định cho thầy mũi giờ gốc. Thứ ba, các em xác định cho thầy Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bản đồ mũi giờ. Và Việt Nam thuộc mũi giờ thứ mấy. Và mũi giờ của nước ta muộn hay sớm so với giờ gốc, giờ GMT hay chúng ta gọi là giờ quốc tế. Và sự lịch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.